ơi. À, cái duyên mà đến với anh Hồng Thanh thì nói chung là không có cái nào mà em muốn hết, nhưng mà nhưng mà tại vì sắp đặt thì bây giờ phải chịu, tại vì cuộc sống nó có những cái như vậy mình phải chịu. Thì cái đầu tiên là em cũng đã chia sẻ lúc mà tham gia Outing Em Gái Mưa, thì cái duyên đầu tiên đến với anh Hồng Thanh là anh Kawai đến. Thì lúc đầu anh hứa hẹn cho em đóng với một anh đóng với bạn Hàng Sơn rất là cao ráo, dễ thương, đẹp trai, nói chung là đúng kiểu người mà em hay mê, cho nên là em nghĩ là em không phải diễn gì nhiều, cho nên là em ok liền. Nhưng mà xong rồi vô phim cái anh Kawai cái hay ngập ngừng kiểu là chắc là anh sắp làm gì có lỗi với mình rồi, thì ra anh muốn cho em đóng với anh Thanh. Thì mới nhìn cũng mệt, nhưng mà phải ráng thôi chứ giờ mình đâu có làm khác gì được. Mà gặp mới đầu cũng không ga lăng nữa anh, trời, vô làm gì cũng rầm rầm, không bao giờ làm cái gì nhẹ nhàng với em hết. Thì em biết là em không có được nữ tính là thu hút vậy, nhưng mà phải ráng chứ, tại vì em cũng ráng mà, thì mình phải ráng qua ráng lại chứ. Nhưng mà xong rồi một vài ngày trên Đà Lạt thì anh em nói chuyện rồi cũng thân thiết nhau hơn, thì anh cũng có chăm sóc cho em nhiều, thì nói thôi cũng đỡ rồi, cho nên là em cũng cũng có mối quan hệ tốt đẹp với anh Thanh để mình hoàn thành cái bộ phim cho nó tốt. Còn cái chất liệu mà làm sao để em có thể diễn những cái cảnh mà mê mẩn này kia thì em phải cảm ơn một người, đó là anh Phến. Tại vì trong suốt cái quá trình mà quay Em Gái Mưa thì em đã làm cái chuyện đó với anh Phến rất là nhiều. tức là cả đoàn đều có thể nhìn thấy là chỉ cần anh Phến xuất hiện là em sẽ làm những cái hành động như vậy đó. Và em cũng biết sao tự nhiên em làm vậy nữa. Nói chung là chỉ cần là anh Phến đứng đó thì em sẽ làm như vậy. Cho nên là mỗi lần diễn với anh Thanh thì em phải nhắm mắt, hoặc là em phải kiểu có một thời gian trầm mặc một chút xíu để mình làm bộ như đó là anh Phến. Còn anh Thanh với anh Phến thì ở ngoài cũng khá là bây giờ có anh Phến đang ngồi ngay trước mặt em luôn, kìa em làm lại cái mặt khiêm gợi nãy coi. Anh Phến làm coi. Vô, kìa Phến ngồi kìa. Phến cho tay Phến. Đó, rồi, coi, kêu nè. Nhà các bạn có biết là cả một cái quá trình quay Em Gái Mưa trên Đà Lạt là tôi phải chịu đựng những cái hành động mà nó lãng mạn ở một cái nơi mà rất là tình. Khi mỗi lần mà Trang nói anh Phến là cả đoàn bỏ cơm luôn, dạ, ăn bắp thông. Dạ, nói chung cũng may mắn là nhờ Thanh không phải Phến, không có bị rù quến, đúng không? Dạ. Bây giờ mình tiếp theo là mình sẽ tiếp tục góp ý cho Hồng Thanh ạ. Thời gian cũng không còn nhiều ạ. Chính xác không?